Chào các em, hôm nay thầy hướng dẫn các em giải vòng số 3 V-Lubic của khối lớp 6. Bữa giờ bận quá, mà thầy nghĩ những vòng này nó cũng dễ cho nên thầy chưa có sắp xếp làm cho các em. Thì những vòng từ số 5 trở đi sẽ rất là khó, thầy sẽ giải ngay luôn. Ngay khi nó ra luôn, để cho các em đỡ phải chờ đợi. Đi tìm kho báu, thầy sẽ giải tất cả các cái ô. Số tự nhiên thỏa mãn cái này. Các em thấy 9 là 3 mũ 2, còn 25 là 5 mũ 2. Như vậy x chính là số 2. Có nhiều bài mình nhẩm nhanh luôn nha. 2 mũ 5 nhân b mũ 5 thì nó sẽ bằng là a nhân b tất cả mũ 5 ha. 5 số a nhân với nhau, 5 số b nhân với nhau thì nó chính là 5 số ab nhân với nhau. Vậy nó chính là cái này. Cái này là dãy số cách đều. Ở trong khóa học V61 thầy có hướng dẫn tổng quát về cái cách tính tổng của dãy số cách đều ha. Bước 1 muốn tính tổng của dãy số cách đều thì các em phải tính số số hạng đó. Số số hạng của tổng sẽ là gì? Cuối trừ đầu chia khoảng cách cộng 1, tức là 81 trừ 5. Khoảng cách ở đây là 2. Ha. Từ 5 tới 7 khoảng cách là 2, 7 tới 9 khoảng cách là 2, vân vân. Cuối trừ đầu chia khoảng cách rồi cộng cho 1. Như vậy là nó sẽ bằng là 81 này trừ 5 này chia đôi này rồi cộng 1. Vậy có 39 số các em. Cái tổng này nhìn vậy chứ có 39 số ha. Bước số 2. Sau khi tính số số hạng rồi thì các em sẽ tính tổng của cái dãy cách đều đó bằng cách lấy số cuối cộng số đầu. Đó là lấy 81 cộng cho số đầu tiên là 5 rồi nhân cho số số hạng, nhân cho 39 này, rồi tất cả đem chia đôi. Vậy thôi. 81 cộng 5 bằng bao nhiêu, nhân cho 39 tất cả chia đôi là 1677. Thầy nhắc lại, muốn tính tổng của dãy số cách đều thì đầu tiên phải tính số số hạng đó. 81 trừ 5 chia khoảng cách là 2 rồi cộng 1 là 39 số, sau đó lấy cuối 81 cộng đầu là 5 nhân số số hạng và 39 chia 2 1677. Vậy thôi. Coi khóa học về 61 các em nhé. Muốn đăng ký khóa học thì các em đăng ký vô cái trang web này nè, cái trang web buồnnguyenluận.com các em nhé. Đây nè, trang web này buồnnguyenluận.com. Các em vào gõ buồnnguyenluận.com đó là nó sẽ ra cái trang web của thầy. Rồi các em muốn biết thông tin về thầy thì các em vào chỗ giới thiệu nè nhé. Giới thiệu thì đây là cái kênh V-Lubic toán của thầy, còn đây là kênh Facebook. Thì các em vào kênh Facebook này, đây là một cái kênh rất hay, cái trang Facebook này rất hay. Những bài nào mà các em không hiểu không rõ các em post lên đây để các bạn cùng nhau giải. Những bạn giỏi giải cho những bạn yếu hơn một chút ha. Còn tất cả các bạn cùng bí thì thầy sẽ ra tay. Vậy thôi. Hãy chia sẻ cái kênh này nhiều ra. Để có nhiều người xem thì thầy có động lực thì làm chút ha. Còn muốn đăng ký các khóa luyện thi thì các em nhấp vào đây nè. Đăng ký các khóa luyện thi. Đăng ký giờ nào cũng được, lúc nào cũng được. Đăng ký bây giờ cũng được, ngày mai cũng được, ngày mốt cũng được. Nhá. Thầy đã thiết kế sẵn hết rồi. Các em đăng ký lúc nào là học lúc đó. Rồi, một bàn cờ có 64 ô. Một bàn cờ có 64 ô. Như vậy ô thứ nhất nè. Ô 1 là thầy bỏ vô 2 hạt khóc. Ô 2. Ô 2 thầy bỏ vô là gấp đôi, tức là 2 nhân 2. Ô thứ 3 thầy bỏ vô là
gấp đôi ô thứ nhất, tức là xin lỗi, gấp đôi ô thứ hai là 2 nhân 2 rồi nhân cho 2 nữa. Ô thứ tư gấp đôi ô thứ ba. Như vậy mình có 2 nhân 2 nhân 2 nhân 2. Như vậy các em có để ý thấy là nó càng ngày nó càng nhân đôi lên không? Như vậy đây là chính là 2 mũ 1 này. Đây chính là 2 mũ 2 nè. Đây chính là 2 mũ 3. 4 số 2 nhân nhau thôi thì thành 2 mũ 4. À, cứ như vậy, công việc cứ như vậy cho tới ô thứ 64. Ô 64 thì các em sẽ có là 2 mũ 64. Cuối cùng tổng số hàng thấp. À, người ta đâu có bắt tính tổng đâu, người ta hỏi ô 64 thôi mà. Vậy đây là đáp án này các em. Không? Ô thứ nhất là 2 mũ 1, ô thứ hai 2 mũ 2, vậy ô thứ tư là 2 mũ 64, đúng rồi. Chữ số tận cùng. Cái này thì trong khóa học V61 thầy dạy rất kỹ. Đúng không? Các em nhấp đăng ký các khóa luyện thi nè. Và đây là đăng ký V61. Không? V61 có hướng dẫn, nếu em nào chưa biết thì nhấp vào đây. Rồi sau đó coi hướng dẫn kỹ rồi thì các em chính thức đăng ký là nhấp vào đây. Đó, vừa đó là các em điền đầy đủ các thông tin nha. Dành thời gian đọc cái chỗ mà ông bố Nobita nhắc nhở các em nè, dành thời gian đọc cái chỗ này nha. Chứ không thôi cứ làm ẩu ẩu là chết đó. Rồi lúc cuối cùng nhớ ấn nút gửi các em. Nút gửi nằm cuối cùng hay là nút submit này. Hoặc là các em ấn nút gửi trên này cũng được. Thường thường nó nằm dưới này nhá. Nhiều em là quên ấn cái nút gửi cuối cùng. Rồi. Các em để ý là 4 số 3 thì nó tạo thành số 81, như vậy có đuôi là bằng 1 này. Đó. Tóm lại là gì? 3 mũ 4 thì thành một số có đuôi bằng 1. Giờ các em để ý 3 mũ 2401 á, 401 thì sẽ tách ra là thành 3 nhân 3 mũ 400. Rồi số 3 thì để nguyên. Còn 3 mũ 400 có nghĩa là 400 số 3 nhân nhau. 400 số 3 nhân nhau thì thầy chia thành 100 nhóm, mỗi nhóm có 3 số 4 nhân nhau. Như vậy là thành 3 mũ 4, tất cả mũ 100. À, 100 số 3 thì thầy tách thành, xin lỗi, 400 số 3 thì thầy tách thành 100 nhóm, mỗi nhóm có 4 số 3 nhân nhau. Mà 4 số 3 nhân nhau thì ra 81, đúng không? Như vậy là ra 81 mũ 100. Các em để ý 81 mũ bao nhiêu thì được, nó cũng sẽ tạo thành một số có đuôi là bằng 1. Có đuôi bằng 1. 81 mũ 100 là một số rất lớn nhưng mà đuôi nó bằng 1. Bởi vì cái đuôi của 81 là 1. Một mũ bao nhiêu cũng bằng 1 đằng đuôi hết. Rồi nhân với 3 đằng trước nữa. Như vậy nó sẽ tạo thành một số bao nhiêu thầy không biết, rất là lớn nhưng mà có đuôi bằng 3. Nhé. Coi lại khóa học V số 1. Rồi thầy còn thời gian là làm luôn mấy bài này. Rồi bài này là cái bài giống cái hạt thóc hồi nãy. A lớn bằng 2 mũ 0 cộng cho 2 mũ 3 cộng cho 2 mũ 5 cộng dân cộng cho tới 2 mũ 99. Rồi bây giờ thầy lấy A thầy nhân cho 2 mũ 2. 2 mũ 2 nhân A. A là cái tổng trên này đúng không? Bây giờ lấy A nhân cho 2 mũ 2. Tức là lấy cái tổng đó nhân cho 2 mũ 2. Các em ạ. Cho 2 mũ 2. Được chưa? Bây giờ thầy dùng tính chất phân phối. Tính chất phân phối mà các em đã học đó. Nhân một tổng với một số thì ta nhân cái số, nhân một số với một tổng này thì ta sẽ lấy cái số này nhân cho từng số hạng của tổng.
rồi cộng các kết quả lại với nhau. Vậy đầu tiên thì lấy 2 mũ 2 thì nhân cho 2 mũ 0. Tiếp tục là 2 mũ 2 nhân cho 2 mũ 3. Tiếp tục là 2 mũ 2 nhân cho 2 mũ 5. Cộng vân vân vân, cộng cho 2 mũ 2 nhân cho 2 mũ 9. Cứ vậy. Đó. Rồi các em nhân từng chỗ, đây là nhân hai lĩa thừa cùng cơ số này, nó sẽ bằng 2 mũ 2. Cái này sẽ thành 2 mũ 5. Giữ nguyên cơ số cộng 2 số mũ thôi. Này 2 mũ 7. Nhá. Bên này là 2 mũ 101. Giữ nguyên cơ số cộng 2 số mũ các em. Đó. Và chỗ này thầy sẽ có là, các bạn để ý kỹ tiếp thì 2 mũ 2 thực ra là 4 đúng không? 4 nhân cho A. 4 nhân cho A bằng này. 4 lần cái tổng A thì bằng này. Mà một lần tổng A thì cái trên này. Cái này nó giống giống mấy cái bài năm ngoái thầy đã giải các em. Em nào mà chưa biết thầy năm ngoái thì vô những cái bài giải năm ngoái các em sẽ học hỏi được rất là nhiều. 4 lần tổng A thì bằng cái tổng này. Còn một lần tổng A thì bằng cái tổng này. Bây giờ thầy lấy cái phe trên trừ cho phe dưới. Ha. Lấy 4 lần tổng A trừ cho cái phe dưới là trừ cho một lần tổng A. Này. 4 lần A thì bằng tổng này. Một lần A thì bằng tổng dưới. Vậy thầy lấy hai này thì trừ nhau. Thì kết quả trừ nó sẽ ra sao? Thì các em nhìn cho kỹ nha. Giờ thầy ghi thêm vài số đi cho các em thấy rõ. 2 mũ 7 thì đây sẽ có 2 mũ 9 nữa. Đúng không? Còn dưới này là 2 mũ 5 chứ nhỉ. Nãy giờ thầy gõ lộn số 3 nè. 2 mũ 5 rồi tới 2 mũ 7 nè. Rồi tới 2 mũ 9 nè. Vân vân. Cứ như vậy. Còn ở trên này là trước 2 mũ. Trước 2 mũ 101 là có 2 mũ 99 rồi cộng cho 2 mũ 100. Đó, 4 lần tổng A thì bằng tổng trên, 1 lần tổng A bằng tổng dưới rồi thầy trừ. 4 lần A trừ 1 lần A bắt đầu thầy trừ. Cái này trừ này hết, này trừ này hết. Cái này trừ này hết. Cái này trừ này hết. Đó. Vậy cuối cùng chỉ còn sót lại là ở trên là cái này. Ở trên còn 3 thằng này. Ở dưới còn 2 thằng này. Như vậy ở trên là còn 2 mũ 2 cộng cho 2 mũ 100 cộng cho 2 mũ 101 rồi trừ cho cái tổng, trừ cái tổng dưới vậy thôi. Mà trừ cho cái tổng này thì tức là trừ cho từng cái số hạng ở trong đó. Vậy thầy trừ cho 2 mũ 0 rồi thầy trừ cho 2 mũ 3 nữa. Xin lỗi các em. Xin lỗi các em. Ở đây là 2 mũ 99 rồi tới 2 mũ 101 luôn, không có 2 mũ 100 nhé. Lộn. Tại nó chỉ có nó cắt nhau một nấc mà, phải không? Vậy là mình bỏ cái 2 mũ 100 đi. Ở đây không có 2 mũ 100 đâu. Xin lỗi, cực kỳ xin lỗi. Rồi, không có 2 mũ 100 đâu, xin lỗi các em nhé. Rồi, như vậy nó ra này. Tiếp tục. 4 lần A mà trừ 1 lần A thì còn 3 lần A. 3 lần A rồi kem tính cái này thôi. 2 mũ 101 lớn quá thì để nguyên đi. Còn 2 mũ 2 là 4. 2 mũ 0 là 1. Còn 2 mũ 3 là bằng 8. Đây thì tính được thì thầy ghi là 4 nè. Trừ 2 mũ 0 là 1. Cái gì mũ 0 cũng bằng 1. 2 mũ 3 thì bằng 8. Vậy cuối cùng là còn gì? 4 2 mũ 101 cộng cho 4 rồi trừ cho 1 rồi trừ cho 8. Như vậy thật ra là 2 mũ 101 trừ cho 5. Vậy thôi.
2 mũ 101 được cộng 4 rồi lại bị trừ 1 rồi lại bị trừ 8 vậy chung quy lại là 2 mũ 101 bị trừ đi 5. Rồi cuối cùng A sẽ bằng 2 mũ 101 trừ 5 chia cho 3. Đây là đáp án cuối cùng kìa. Đó. Vậy nha, đáp án này nè. Hiểu chưa? Ồ, xin lỗi, sai chỗ nào nhỉ? Người ta hỏi gì nhỉ? Người ta hỏi gì các bạn? Ba lần A. Phải quên mất cái đề. Rồi, hồi thầy sửa lại bài này sau nhé. Để mình vô cái ô này để mình lấy đáp án đã. À, lấy bài đã. Thôi trừ điểm để coi cái này là gì khó. Thống kê điểm 10. Rồi, bài này thì cũng đơn giản thôi. Bài này năm ngoái thầy đã hướng dẫn rồi. Ở trong cái clip của năm ngoái có hướng dẫn á. Còn bây giờ ít thời gian quá ha. Thầy sẽ giảng ngay lập tức luôn. Rồi cái bài này thì cũng đơn giản thôi các em. Bây giờ mình làm ngược nha. 14 học sinh đạt 4 điểm 10. 14 học sinh được 4 điểm 10 và không có ai nhiều hơn 4 điểm 10. Cái câu này đồng nghĩa với việc là có 14 bạn 4 điểm 10. Đúng không? 14 học sinh được 4 điểm 10 và không có học sinh nào đạt nhiều hơn 4 điểm 10. Như vậy là có đúng 14 bạn được 4 điểm 10 và đó là thành tích cao nhất. Rồi các bạn lưu ý tiếp. Có 19 học sinh đạt ít nhất 3 điểm 10. Như vậy 19 học sinh này là gồm những em có 3 điểm 10 rồi những em có 4 điểm 10 đó. Như vậy mình suy ra là số học sinh có đúng 3 điểm 10 là mình sẽ lấy 19 bạn này là có bạn 3 điểm 10, có bạn 4 điểm 10. Thì số bạn có 4 điểm 10 là 14 bạn rồi. Như vậy mình lấy 19 trừ 14 là bằng 5. Thì đây là 5 học sinh có đúng 3 điểm 10. Đó. Tiếp tục. Giờ thầy tính tiếp số học sinh có đúng 2 điểm 10. Thì thầy sẽ lấy cái này nè. 27 học sinh là có ít nhất 2 điểm 10. Tức là 27 em này là có những em 2 điểm, có những em 3 điểm, có những em 4 điểm. Tức là ít nhất 2 điểm, ít nhất 2 điểm 10. Rồi lấy 27 bạn đó trừ cho số bạn có 4 điểm 10 là trừ cho 14. Trừ cho cái số bạn có 3 điểm 10 là 5 nữa. Như vậy là nó còn lại là 27 trừ 19 là bằng 8. 8 bạn này là có đúng 2 điểm 10 nha. Tiếp tục số học sinh có đúng 1 điểm 10. Thì ta lấy 40 học sinh. Người ta nói 40 học sinh có ít nhất 1 điểm 10 thì ta lấy 40 đó. 40 em đó là có em có 1 điểm, có em có 2 điểm, có em có 3 điểm, có em có 4 điểm. Ít nhất là còn điểm. Ta lấy 40 em đó thì trừ cho 14 em có đúng 4 điểm 10 này. Thì trừ tiếp cho 5 em có đúng 3 điểm 10 nè. Thì trừ tiếp cho 8 em có đúng 2 điểm 10 nè. Vậy cái phần còn lại là những em chỉ có duy nhất 4 điểm 10 đúng không? 14 cộng 5 cộng 8 là 27. Rồi 40 trừ 27 là bằng 13 kia. Vậy thôi. Vậy là tóm lại là có 14 bạn có đúng 4 điểm 10. À, có 14 bạn có 4 điểm 10. Có 5 bạn có 3 điểm 10, có 8 bạn có 2 điểm 10 và có 13 bạn có đúng 1 điểm 10. Vậy là tổng số điểm 10 sẽ là nhân lên thôi. 13 bạn, mỗi bạn có 1 điểm 10. Thì
thầy lấy 13 nhân 1. 8 bạn, mỗi bạn có 2 điểm 10 thầy lấy 8 nhân 2. 5 bạn, mỗi bạn có 3 điểm 10, 5 nhân 3. Cộng 14 bạn, mỗi bạn có 4 điểm 10, 14 nhân 4. Rồi. 13 nhân 1 cộng 8 nhân 2 cộng 5 nhân 3 cộng 14 nhân 4 bằng 100 nha. Vậy thôi. Vậy đáp án chỗ này sẽ là 100 các anh nhé. Đó, chuẩn luôn rồi, ha. Chắc. Vậy thôi. Các em điền đáp án rồi qua bài. Còn trở lại cái bài hồi nãy các em nhé. Cái bài nãy là đáp án đúng rồi á. Nhưng mà các em coi lại video đi. Là thầy quên ấn chọn. Thầy quên ấn cái nút chọn đáp án này rồi thầy mới ấn trả lời. Ha. Đó, các em coi lại video các em sẽ thấy. Còn đáp án này đúng rồi các em. Không có sai đâu nha. Sai tôi đi đầu xuống đất luôn á. Thầy nhắc lại cái câu này hồi nãy là đúng rồi. Nhưng mà lúc thầy chọn trả lời là thầy chưa có chọn đáp án đó mà thầy ấn nút trả lời rồi. Ha. Các em tua video lại các em sẽ thấy là phải ấn chỗ đáp án nó màu xanh là mới ấn trả lời được. Còn thầy là lại đi khoanh tròn rồi thầy mới ấn trả lời, mà khoanh tròn là nó chưa có chọn đáp án đó ha. Em coi lại thầy nhớ rồi. Còn bây giờ mình qua cái vòng thi tiếp theo, vòng này chắc là dễ hơn ha. Cái vòng hồi nãy đúng có mấy câu hay á. Số tự nhiên có 5 chữ số là 90.000 ha. Các em lấy cuối trừ đầu chia khoảng cách cộng 1 thôi. 99999 trừ 1 khoảng cách là một khỏi chia luôn. 99999 trừ cho 10000 rồi cộng cho 1 nó là 90.000. Câu hỏi 2. X bằng 5. Tập hợp. Tập hợp gồm số 5, 5 nhân 2 cộng 1 là bằng 11. Số chẵn là chữ số giống nhau. Và 22 44 66 88 24 số 8, 8 số. Đâu rồi? Số chẵn là sẽ có 4 số. À, 22, 44, 66, 88. X nào nhân 3 trừ 5 bằng 7. Cho mình dễ quá. 4 đúng không? X bằng 4. Ừ? Nhân 3, 12, 12 trừ 5 bằng 7. Vậy đáp án của mình là tập hợp. Một tập hợp trong đó có chứa số 4. Vậy đây chính là cái này kìa. 4 nhân 2 là 8, cộng 1 là 9. Các em đừng có nhầm giữa hai cái anh. Để họ lừa mình đó. 4 Khác với lại tập hợp gồm số 4 bên trong. Hai cái này. Cái này là một tập hợp này, có ngoặc nhọn này. Vậy là mình phải cho nó đi xứng với tập hợp. Còn hồi nãy là 2244 6688 là hỏi số 4 hả? Tiếp tục. Gì vậy? À, đây là tập hợp các số mà có hai chữ số tổng các chữ số bằng 5. 1 cộng 4, 2 cộng 3, 3 cộng 2, 4 cộng 1, 5 cộng 0. Câu hỏi số 6. Tập hợp các số tự nhiên có hai chữ số mà tổng các chữ số bằng 6. Thì đây. Câu văn dài dòng này thay bằng ký hiệu này các em. Câu hỏi 7, số nhỏ nhất có 3 chữ số khác nhau là 102, còn 101 thì nó giống nhau hai số 1. Câu hỏi số 8. Số tự nhiên có 4 chữ số thì cũng lấy 9999 trừ cho 100000 không cộng 1 thôi. Câu hỏi số 9, số nguyên tố chẵn nhỏ nhất có 2 chữ số thì số 2 với số gì nữa? Vậy các em ha. Cái vòng số 1 thì nó có vài câu khó. Qua vòng này thì khó hơn. À, dễ hơn. Bài thi số 3 là bài thi gì đây? Máy lát lát. À, 12 con giáp. Hy vọng là gặp mấy câu khó khó làm cho nó vui. Nhá. Con heo ra trước bật trước luôn. Rồi.
bình tĩnh suy nghĩ. Rất đơn giản, các em đừng có rối nha. A lớn hơn 11 mà nhỏ hơn 15, như vậy A sẽ bằng 12 hoặc 13 hoặc là 10, 14. C thì từ 12 tới 15, như vậy là 13 hoặc là 14 thôi. Được, các bạn chú ý A nó phải nhỏ hơn B, nhỏ hơn C nha. Vậy nếu thầy lấy C bằng 13, thầy lấy A bằng 14 đi. A bằng 14 là không được rồi. A nó phải nhỏ hơn C nè, nhìn thấy không? A nhỏ hơn B, nhỏ hơn C. A bằng 14 thì 14 không thể nhỏ hơn 13 được, 14 không thể nhỏ hơn 14 được. Như vậy là A không thể nào bằng 14, bởi vì 14 thì không bao giờ nhỏ hơn C được, cho dù C là số nào trong hai số này. Giờ ta lấy A bằng 13 cũng không được. A bằng 13 thì 13 không thể nhỏ hơn 13, 13 cũng không thể nhỏ hơn 14. Mà theo yêu cầu là A là phải nhỏ hơn C. Như vậy cuối cùng A chỉ còn có thể bằng 12. 12 thì mới may ra nhỏ hơn 13. Nếu C bằng 13, đúng không? 12 may ra nhỏ hơn 14, nếu C là 14, đúng không? Vậy tóm lại là ta có là A sẽ bằng 12. Và khi A đã bằng 12 rồi, thì B sẽ bằng 13, C bằng 14. Thì lúc đó ta mới có A nhỏ hơn B, nhỏ hơn C á. Chỉ có một con đường đó thôi các em, 12, 13 và 10, 14. Vậy nha. Còn rắn, kết quả của phép nhân này thì các em thấy chỉ cần một số 2 trích trong này ra thôi. Đây là 2013 số 12 nhân với nhau. Còn đây là 2014 số 15 nhân với nhau. Chỉ cần trích 12 với 15, trích một số 12 nhân với số 15 là ra cái đuôi là 2, nhân cái đuôi là 5 là ra một số có đuôi bằng 0. Như vậy hai số này nhân nhau sẽ ra một số vô cùng lớn và có đuôi bằng 0. Cái này thì mình nhẩm luôn, nó sẽ bằng 48 nhân cho 20 ha. Tính chất phân phối thôi, 960 thôi. Con chuột số các số tự nhiên chẵn có hai chữ số, xin lỗi, có bốn chữ số. Đây là dãy số cách đều thôi. 1000 là số đầu tiên chẵn có bốn chữ số, 1002 số tiếp theo, 1004 số tiếp theo, cứ như vậy cho tới một ngày đẹp trời là 9998. Đây là những số tự nhiên chẵn có bốn chữ số. Mình lấy 9998, mình trừ cho 1000, mình chia khoảng cách là chia 2, mình cộng cho 1, 4500. Tham gia khóa học V61 thì mấy cái loại đó là mấy loại trẻ con, các em làm xíu là xong. Hai số nhân nhau bằng 0 thì một trong hai số phải bằng 0, mà 2010 không thể bằng 0, như vậy cái này bằng 0. X trừ 23 bằng 0 thì X phải bằng 23. Con dê. Rồi, đọc kỹ đề, bình tĩnh. Hù á kìa. Hù á, bài này hù á. AB là số ngày, trong hai tuần lễ là 7 nhân đôi là bằng 14, đúng không? Còn CD gấp đôi AB, như vậy là lấy 14 gấp đôi lên là thành 28. Vậy cái số của chúng ta là 1428. Trời đất, hỏi gì lạ vậy? 277 bắt cặp với 123 được 400, 114 bắt cặp với lại 86 được 200, về tổng cộng là 600. Con cột, cái này nó đơn giản thôi, các em tính luôn đi nhé. Nếu các em học khóa học V61, các em sẽ thấy nó bằng tổng từ 1 tới 5 mũ 3 đó. 1 cộng 4 cộng 9 cộng 16 cộng 25 là thành 55 cái. 55. Hồi nãy thầy nói lộn cái nhé. Hồi nãy thầy nói lộn, thầy nói sai. Cái này tính bình thường thôi, khỏi lằng nhằng. 55. Số nó nhỏ mà. Kết quả của phép tính này thì mình tính tay thôi. 25 nhân 4 nhân cho 27 nhân 11, 25
47 như mình 29700. 29700. 29700. Rồi. Các em nhớ tham gia các khóa học của thầy nha. Trang web của thầy là buinnguyenluận.com. Các em vào trang web đăng ký khóa học luyện thi giải toán trên mạng thì vào đây. Còn học thêm toán thì vài bữa thầy mới mở, giờ thầy bận quá chịu không nổi. Vào phần giới thiệu trên trang web, vào cái Facebook của thầy, post những bài khó lên đây, post những bài khó lên đây, thầy sẽ giải cho các em ha. Và các bạn có thể cùng nhau trao đổi ở trên này, quậy nghe. Bây giờ thầy trở lại bài này. Tìm số tự nhiên lớn nhất biết khi bình phương số đó. Ta được một số có 3 chữ số, và nếu gấp 8 lần số có 3 chữ số đó, ta được một số cũng có 3 chữ số. À, nhìn dữ tợn ha, bình tĩnh, có tôi đây rồi. Rồi bài này mà làm mò là thầy không có chấp nhận các em nhé. Làm mò thì nó cũng nhanh ra thôi, nhưng mà làm đúng kỹ thuật thì các em mới mong thành học sinh giỏi toán được. Giờ thầy gọi số đó đi, gọi số đó là A hay là X đi. Thầy đang cần tìm X thì theo đề các bạn sẽ có số X đó bình phương lên thì bằng một số có 3 chữ số là ABC, đúng không? Và nếu gấp 8 lần số có 3 chữ số lên, gấp 8 lần lên, tức là thầy lấy cái số ABC thầy nhân cho 8 thì cũng được số có 3 chữ số. Số có 3 chữ số tức là DE, mà 3 chữ số thì phải nhỏ hơn 1000, đúng không? Để bỏ cái này đi, nhỏ hơn 1000, vì 3 chữ số này. Vì có 3 chữ số hiểu chưa? Rồi bây giờ các bạn thấy cái số này bằng bao nhiêu thì không biết, nhân cho 8 thì phải nhỏ hơn 1000, như vậy suy ra cái số ABC đó nó phải nhỏ hơn 125. Lấy 1000 chia cho 8 nha. Giờ các em lấy 1000 chia 8 là ra 125 à. Còn các em nâng lên phát này, nâng 126 nè. Nhân cho 8 là nó bắt đầu vượt qua 3 chữ số liền, nó thành 4 chữ số liền. Chỉ có 125 nhân 8 thì may ra mới là nhỏ hơn. Vậy phải nhỏ hơn 125. Bắt đầu từ 125 nhân 8 là có 4 chữ số rồi. Đó. Hiểu chưa? Như vậy là một cái dữ kiện là ABC phải nhỏ hơn 125. Bây giờ X của mình á, lúc bình phương lên là phải được 3 chữ số. Kem thầy trở lại trên này. X bình phương bằng 3 chữ số, vậy X bắt buộc phải là từ 10 trở đi. Tại vì từ 10 trở đi nó mới đủ 3 chữ số chứ. Không, các em lấy 9 bình phương mũ 2 đó nó mới có 2 chữ số rồi nè. Còn 10 bình phương lên thì nó mới bắt đầu 3 chữ số. Không, 11 thì cũng bắt đầu tăng lên. Không, X bằng 10, 11, 12, 13, 14, vân vân. Nhiều quá. Không, bây giờ các em bình phương thử nè. Các em bình phương thử nè. Các em đem x bình phương lên thử. Các em coi x bình phương nó bằng bao nhiêu ha. Nếu x bằng 10 thì x bình phương lên là bằng 100. 11 là bình phương lên 121, 12 là 144, 13 là 169, 196 vân vân. Tính vài số thôi. Rồi giờ các em nhìn cho kỹ nha. Đây chính là
những cái số ABC mà có khả năng xảy ra này, đúng không? Đây là những số có khả năng là ABC đó, nhưng mà ABC phải nhỏ hơn 125. Như vậy anh này bị loại, anh này bị loại, anh này bị loại. Vậy chỉ còn hai số này là có khả năng được thôi. Đó, như vậy x sẽ bằng 10 hoặc là 11 thì nó mới ra được cái này. Các em ngẫm nghĩ lời thì giảng các em sẽ hiểu. Nhưng mà ta yêu cầu tìm số lớn nhất. Như vậy là hai số này ta lấy 11 nó mới lớn nhất. Vậy các em nhé. 11 bình phương là được 3 chữ số là 121, mà 121 mình nhân cho 8 thì nó vẫn là 968. Vẫn được 3 chữ số. Hiểu nổi không? Ráng mà hiểu nha. Rồi các em nhớ chia sẻ cái trang Facebook của thầy ra càng nhiều càng tốt. Chứ nếu mà các em không chia sẻ thì ít người xem quá là thầy không có động lực thầy làm đâu. Là vài bữa thầy không làm nữa thì lại thiệt thòi cho các em. Vậy thôi.